Sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc sau giai đoạn kiểm soát hà khắc Zero Covid đang chững lại. Các nhà đầu tư đã rất kỳ vọng vào đầu năm nay rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ phục hồi và giúp bù đắp sự suy yếu của nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, 6 tháng sau, những hy vọng đó đã biến thành thất vọng. Một trong những dấu hiệu cảnh báo tức thời nhất mà các nhà đầu tư đang thấy mất niềm tin vào câu chuyện phục hồi đó là chỉ số Hang Seng China Enterprises đã rơi về vùng thị trường giá xuống vào thứ ba, giảm khoảng 20% so với mức đỉnh ngày 27 tháng 1. Mặc dù cổ phiếu rất quan trọng để theo dõi, nhưng mọi người đang chuyển sự chú ý sang giá hàng hóa trượt dốc. Những mặt hàng có thể cung cấp thêm thông tin về phép màu tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã được chứng kiến trong vài thập kỷ qua, vốn vẫn chưa xuất hiện trở lại và khơi dậy một tia lửa. Có thể đó là do dân số già đi hoặc lực lượng lao động suy giảm hoặc thiết lập lại chuỗi cung ứng, hoặc gánh nặng nợ nần chồng chất bất kể điều gì đang cản trở nỗ lực phục hồi của Trung Quốc, có thể cho thấy những ngày tăng trưởng ở mức 6% đến 8% một năm đã qua và chỉ còn 2% hoặc 3% là bình thường mới. Về mặt hàng hóa, hai trong số những mặt hàng quan trọng nhất đối với nền kinh tế Trung Quốc là đồng và quặng sắt đã giảm giá trong vài tháng qua. Nhưng năm mặt hàng thiết yếu thường bị bỏ qua cho việc tăng trưởng kinh tế, đang gửi những dấu hiệu báo động đáng sợ về nền kinh tế. Thị trường tương lai cho các mặt hàng đa dạng như thủy tinh, styrene và tinh bột ngô đang chồng chất bằng chứng cho thấy Trung Quốc không phục hồi nhanh như nhiều người kỳ vọng, sau khi Bắc Kinh bãi bỏ các biện pháp hạn chế đại dịch vào cuối năm ngoái vốn đang tàn phá nền kinh tế nước này, Bloomberg thông tin. Thủy tinh. Trung Quốc chiếm hơn một nửa sản lượng kính tấm của thế giới nhờ sự phát triển nhanh chóng của các tòa nhà cao tầng và doanh số bán xe trong những thập kỷ gần đây. Tương tự như các ngành công nghiệp khác, tỷ suất lợi nhuận thấp và dư cung đã khiến các nhà sản xuất gặp khó khăn trong nhiều năm, buộc họ phải cắt giảm sản lượng trong những tháng gần đây. Tình hình năm nay có vẻ còn khó khăn hơn. Hợp đồng tương lai thủy tinh trên sàn giao dịch hàng hóa Trịnh Châu đã giảm gần 20% trong tháng qua, giai đoạn mà nhu cầu thường phải tăng. Những lý do bao gồm thị trường bất động sản đang chậm phục hồi và sản lượng xe yếu hơn dự kiến trong tháng 4. Vận tải LNG. Trung Quốc có nhu cầu rất lớn về khí đốt tự nhiên, được vận chuyển bằng đường biển từ các siêu dự án ở những nơi xa xôi như Qatar và Australia, hoặc qua các đường ống trải dài khắp lục địa châu Á. Nhưng vài dặm cuối cùng đến tay người tiêu dùng thường thông qua những chiếc xe tải chạy ngang qua các thành phố của Trung Quốc, một phong vũ biểu đo nhu cầu tức thời của các ngành công nghiệp từ nhà sản xuất thủy tinh đến nhà máy gốm sứ. Giá đó đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 2 năm. Nhu cầu yếu đến mức, các nhà nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng vận chuyển bằng đường biển hàng đầu của quốc gia này, thậm chí còn đề nghị bán lại lô hàng của họ ở nước ngoài. Styrene, ít người mua nhà hơn cũng có nghĩa là ít nhu cầu hơn đối với các giao dịch mua thường đi kèm với một nơi ở mới. Giá của styrene monom, một vật liệu được sử dụng cho nhựa và cao su đi vào các thiết bị gia dụng như tủ lạnh, đã giảm. Trung Quốc là thị trường phát triển nhanh nhất thế giới trong thập kỷ qua với công suất tăng lên hơn 40% tổng công suất toàn cầu. Theo Trung tâm Thông tin Thiết bị Gia dụng Quốc gia, giá tương lai của Đài Liên đã giảm vào tuần trước xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2021, sau khi doanh số bán thiết bị gia dụng giảm gần 5% trong quý đầu tiên. Theo Oh Hai Tao, giám đốc trung tâm, các vấn đề là tăng trưởng thu nhập cá nhân chậm hơn và chu kỳ bán hàng tần suất thấp. Bột ngô. Tinh bột ngô có nhiều ứng dụng khác nhau, trong nước giải khát, làm chất làm đặc cho nước sốt và trong ngành công nghiệp giấy và dệt may. Trung Quốc sản xuất gần 50 triệu tấn mỗi năm. Mặc dù doanh số bán lẻ đã vượt trội so với các phép đo kinh tế khác trong những tháng kể từ khi các hạn chế Zero Covid của Trung Quốc được dỡ bỏ, nhưng chúng đã tăng với tốc độ chậm hơn dự kiến vào tháng 4. Dân số Trung Quốc giảm là một cơn gió ngược khác, tinh bột ngô là thành phần chính trong sữa bột trẻ em. Bột giấy. Giá bột giấy kỳ hạn tại Thượng Hải rơi tự do vào tháng 2, sau khi sản xuất tại các nhà máy giấy phục hồi đột ngột sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và được hỗ trợ bởi nhập khẩu tăng trở lại. Nhu cầu trong nước, vốn được cho là sẽ tăng sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại, đã không thể theo kịp. Cũng như nhiều mặt hàng, Trung Quốc là nhà sản xuất và tiêu thụ bột giấy lớn nhất, được sử dụng để đóng gói, xuất bản và đồ gia dụng. Nhưng thị trường quá rộng lớn nên rất nhiều bột giấy và giấy cũng cần phải có nguồn gốc từ nước ngoài. Sự phục hồi chậm chạp đã dẫn đến việc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tuyên bố cắt giảm bất ngờ 25 điểm cơ bản vào giữa tháng 5, cam kết sẽ giữ thanh khoản dồi dào trong hệ thống liên ngân hàng và tài trợ tốt hơn cho nền kinh tế thực. Vì vậy, câu hỏi vẫn là, điều gì tiếp theo cho nền kinh tế toàn cầu nếu sự phục hồi kinh tế rất được mong đợi của Trung Quốc không thành hiện thực? Nguồn: Oil Price. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.